2. À, xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bùa Giờ. Bên viên tào lao chào đào Trần Hoàng Đại Lâm Bà Lô Tà Lì và Đại Lâm Chuyện bên này. Đây là kèo kỳ 1/2, Phước Tiêm 9m, còn bên kia là Sơn China và Vinh Xe Tải 9m rưỡi. Một đều Liếp Rồ và Liếp Rồ. Bên kia là 9 mét rưỡi nha các bạn. À, các bạn trước đây từng xem Phước Tiêm kỳ đồng với Linh Nhỏ tại sân Chùa Bò và Phước Tiêm đã vào bờ trước Linh Nhỏ. Bóng ra ngoài. Còn đây là các cầu thủ trong sân B đang ẩn nấp rất đông trong đây. Lại là một pha tự sát tạm lắc của Sơn China. Sơn China trước đây là một trong những ông bầu của Linh Nhỏ và cũng là từng truyền hai cho Khanh Shipper tại Cầu Tre. Bay mui 3-1. Phát bóng lại 3-1. Lại là cú giật bóng của Phước Tiêm. Và đây là ba cầu thủ của Đỗ Thừa Tự đang ẩn nấp phía sau đây. Ba cầu thủ của Đỗ Thừa Tự rất ghê gớm. Năm một. Phước Tiêm có hai bàn phá quá đẳng cấp và dễ dàng trước Sơn China và Vinh Xe Tải. 5-1. Và thiếu cảm giác của Phước Tiêm. 2-5. Bóng ra ngoài. 6-2. Bảy hai. Một pha trả đòn quá hay của Phước Tiêm. 7-2. Một pha móc bóng không qua lưới rồi của Phước Tiêm. 3-7. Bên hai là 9m5 nha các bạn, còn bên một là 9m. 3-7. Lại là cúi thả nhỏ của Phước Tiêm, thiếu cảm giác. 4-7. Bun Rambi. Một pha trả đòn quá hay của Phước Tiêm. 2-2. Lại là thiếu cảm giác của Phước Tiêm. 5-8.
bóng tốt ngay dây, bóng tốt. Chín năm một pha quá tuyệt đẹp vừa rồi của Vinh xe tải. 6-9 7-9 tới công chuyện rồi nha các bạn. Bên một không dễ dàng đâu. Bảy chín Rambic Rambun. Tám chín tới công chuyện thật sự rồi. Bên một đang thở từ từ. 8-9 Một pha trả đòn quá hay của Sergina. 8-9 chín đều. Bóng ra ngoài. 10-9 Phước tìm đuối sức rồi các bạn à. Why? Hỏi cơm. Phước tìm thật sự đối sức rồi. Không thể đơn giản cho Phước tìm. 11-9 tỷ số đang là 11-9 đang nghiêng về cho bên hai. Một pha cú bóng quá hay của Phước Tim. 10-11
10 11. Lúa về rồi, lúa về rồi. Xin lỗi các bạn nghe bên Phước Tim. 10 20. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến hết. Phước Tim đã vào bờ 12 20. Nãy giờ để làm điểm lộn lung tung sơ bu các bạn ơi. 12 20. Nghe về cho Phước Tim, xin chúc mừng cho Phước Tim.